Thưa quý vị, được khởi đầu từ hơn 10 năm trước, mô hình cánh đồng lớn mở ra một xu hướng mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Cho thấy người nông dân đã bước qua ao làng, bờ mẫu, từ bỏ cách sản xuất manh mún nhỏ lẻ để hình thành nên mô hình sản xuất lớn, áp dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp sản lượng lúa chất lượng cao cho xuất khẩu. Tuy nhiên giờ đây đã đến lúc mô hình cần tiếp cận mới, hiện đại hơn, đẩy quy mô liên kết lên các vùng ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực hiện mô hình cánh đồng lớn, chiếm tỷ lệ dao động khoảng 10% đến 20% tùy vụ. So với tổng diện tích sản xuất lúa toàn vùng, khoảng 1.500.000 đến 1.600.000 hecta mỗi vụ. Tuy nhiên, sau thời gian các địa phương đồng bằng sông Cửu Long nở rộ mô hình cánh đồng lớn, thì diện tích trồng lúa theo mô hình này có xu hướng chững lại, thậm chí ở một vài địa phương có dấu hiệu sụt giảm. Khi cánh đồng lớn ra đời, cả chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp, nông dân và doanh nghiệp đều nhìn thấy cơ hội để kỳ vọng tạo sự liên kết chuỗi giá trị, từng bước chấm dứt tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ đã tồn tại nhiều năm, đồng thời khắc phục tình trạng nông dân sản xuất hàng chục giống lúa khác nhau trên cùng một cánh đồng, sau đó doanh nghiệp mua xô bồ rồi pha trộn xuất khẩu. Hiện nay thì việc quy hoạch, phân công lao động sản xuất giữa các cái tỉnh thành trong cái khu vực thì nó còn chưa có rõ ràng. Rồi nhiều địa phương thì chỉ tập trung dựa trên cái tập quán và thực trạng cụ thể của từng nơi để tổ chức sản xuất mà chưa có cái sự liên kết chặt chẽ giữa các vùng. Rồi quy mô sản xuất thì còn nhỏ lẻ, manh mún. Hợp tác xã mình làm là làm thiệt nhưng mà sự thật nó chưa có bài bản không? Nói chung là nếu mà chấp nhận hợp tác xã anh phải có kho bãi hoặc này kia đang dự trữ này kia, còn này nó chưa có. Cái thứ nhất là bà con vẫn sử dụng cái lượng giống khá nhiều, có những nơi từ 180 đến 200 kg trên hecta. Cái thứ hai nữa là cái sử dụng phân bón vẫn còn cao, đặc biệt là phân bón hóa học, nên nói về phân bón hóa học. Cái thứ ba nữa là một số khâu trong canh tác là chúng ta vẫn chưa được cơ giới hóa. Do vậy là cái hiệu quả sản xuất lúa là cũng được chưa được cao và chất lượng lúa là chưa được như mong đợi. Để xây dựng các cánh đồng lớn, củng cố cánh đồng lớn trở lại thì cái ban chủ nhiệm người ta sẽ có trách nhiệm, ta tìm đối tác, ta ký hợp đồng với các cái doanh nghiệp xuống đây người ta bao tiêu thì người nông dân hưởng lợi rất là lớn. Cũng mong rằng cái cánh đồng lớn này chúng ta nên xây dựng tập trung trở lại và củng cố lại các hợp tác xã. Nhằm mục đích là để tạo cho bà con nông dân là có được cái nền nông nghiệp bền vững hơn. Có thể thấy mô hình cánh đồng lớn thời gian gần đây cũng được quan tâm mở rộng. Theo đó, việc xây dựng cánh đồng lớn phát triển tại những địa phương có bộ máy tổ chức sản xuất tốt, có các tổ hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Trong khi những nơi chưa phát triển cánh đồng lớn do chưa có bộ máy tổ chức nòng cốt, nên khâu vận động người dân tham gia còn hạn chế. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp lớn trên địa bàn tham gia cánh đồng lớn không nhiều, nguồn lực còn hạn chế. Khi tham gia cánh đồng lớn, người dân cần tuân thủ hợp đồng, đảm bảo kỹ thuật sản xuất, phải ghi chép, truy xuất được nguồn gốc, nhằm giúp doanh nghiệp định vị được lợi thế, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường. Nhà nước cần tiếp tục quan tâm, kịp thời có những gói tín dụng đúng lúc, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp về vốn đầu tư, vật tư, thu mua, lưu kho lúa hàng hóa. Trong những năm qua, huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện là bao tiêu cánh đồng lớn. Trong đó thì có ứng dụng các cái như là máy móc, máy gặt đập liên hợp, sử dụng trong sản xuất đó là máy cấy, rồi máy xà hàng. Bên cạnh đó thì các cái cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm về cái nông nghiệp đó, thì có những doanh nghiệp là kêu gọi là thực hiện ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đã và đang đứng trước những khó khăn thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa kinh tế hội nhập quốc tế. Điển hình là hiện tượng hạn hán, lũ lụt và xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian qua, gây trở ngại lớn cho quá trình sản xuất, canh tác nông nghiệp, làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.
Trong khi đó, quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế lại đặt ra các yêu cầu khắt khe hơn đối với các mặt hàng nông sản. Trong bối cảnh trên, ngoài việc tìm các giải pháp nhằm giảm tác động biến đổi khí hậu, đề xuất các chương trình chính sách tái cơ cấu ngành, thì việc ứng dụng khoa học công nghệ được xem là động lực then chốt cho sự phát triển của nền nông nghiệp. Nói chung thì nếu mà đưa cơ giới vô thì tiết kiệm nó lôi kéo đủ thứ hết. Nếu mà trang bằng được mặt bằng thì nó lợi nhận được cái cỏ nè, rồi ốc bưu vàng nè, rồi xạ nó ít cũng ít hao nè. Sẽ giúp cho bà con là tiết kiệm được cái chi phí về giống lúa, và về sau thì nó sẽ giảm cái số lần phun thuốc trừ sâu cũng như là cái lượng phân bón. Khi mà bà con có thể giảm được giống lúa rồi thì nó sẽ giảm được số lần phun thuốc và giảm lượng phân bón. Từ đó là tới cuối vụ thì bà con sẽ tiết kiệm được cái chi phí về vật tư nông nghiệp và năng suất bà con cũng được tăng lên. Từ đó thì lợi nhuận bà con cũng được tăng lên. Thì khi áp dụng khoa học và công nghệ thì chúng ta sẽ thấy rằng là người nông dân sẽ sản xuất ra được cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, có thể bán được trong thị trường trong nước, ít nhất là như thế. Và nếu làm tốt thì có thể tham gia vào cái chuỗi để cùng với cả các doanh nghiệp để xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài. Và như vậy thì bà con nông dân sẽ được hưởng cái giá trị gia tăng hơn so với trước đây. Tại tỉnh Hậu Giang, năm 2012, mô hình cánh đồng lớn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tại huyện Vị Thủy và Châu Thành A. Hiện nay, mô hình này được mở rộng tại các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh. Hàng vụ, những hộ dân trong cánh đồng lớn được các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu và thu mua với số lượng lớn. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn nhiều nông hộ sản xuất lúa theo mô hình truyền thống, chi phí tăng, thu nhập thấp hơn nhiều so với hộ dân trong cánh đồng lớn. Kết quả cho thấy mô hình sản xuất lúa trong cánh đồng lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với mô hình sản xuất lúa tự do. Chi phí sản xuất lúa trong cánh đồng lớn thấp hơn so với sản xuất lúa tự do khoảng 736.000 đồng một hecta. Sản lượng lúa thu hoạch trong cánh đồng lớn cao hơn khoảng 0,67 tấn một hecta lúa. Hợp tác xã mình thì quản lý khoảng 300 ha. Rồi cái quy trình, quy cách sản xuất rõ ràng là thì hợp tác xã nó hàng năm, hàng từng vụ thì cũng có cái kế hoạch để xuống giống, rồi vận động bà con làm những cái loại mà lúa chất lượng cao để cho cái tăng thu nhập cho xã viên. Chủ yếu là cái giá cả là phải nói là nó ổn định. Rồi cái thứ hai nữa thì cái năng suất phải nói là cũng đạt. Nhìn chung thì trong cái thời gian qua thì bà con sản xuất theo cái quy trình ba giảm ba tăng rồi 1,5 giảm á. Hợp tác xã chúng tôi là được 110 thành viên. Và cái diện tích mà để sản xuất thì được 570 hecta. Thì nó đúng ra là hiện giờ chúng tôi đang mở rộng cho cái định hướng tới là cho cái vụ đông xuân của 2022 và 2023 là khoảng cỡ 5.000 hecta là liên kết với các huyện. Tại vì hiện giờ là cái xu hướng và cái thị trường đó là đang chấp nhận được cái gạo của Vị Thủy. Thành ra chúng tôi đang mở rộng một cách quy mô và đồng loạt. Hiện nay góc độ với địa phương thì chúng tôi trước hết thì có phân công cho tổ kỹ thuật xuống tận với các cái hộ dân để tuyên truyền vận động người dân. Cái thứ nhất là phải thực hiện là theo cái ngành nông nghiệp, nó là cái thực hiện ba giảm ba tăng để giảm các cái chi phí giá thành, giảm giống đó. Và bên cạnh đó thì cũng vận động nhân dân là hạn chế cái sử dụng mà phân hóa học, sẽ chuyển sang cái sử dụng phân hữu cơ để giảm chi phí và giá thành trong cái việc sản xuất về việc nông nghiệp. Đối với mô hình cánh đồng lớn thì chi phí cấy dặm làm cỏ ảnh hưởng nhiều nhất đến lợi nhuận của nông hộ. Còn đối với nông hộ trồng lúa tự do thì chi phí giống là có sự ảnh hưởng nhiều nhất đến lợi nhuận của nông hộ. Khi tham gia mô hình cánh đồng lớn, người dân được tập huấn kỹ thuật trồng lúa thường xuyên khoa học, sản phẩm đầu ra được thuận lợi hơn và bán được giá cao hơn. Sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn giúp cho nông dân và doanh nghiệp liên kết với nhau, tạo ra sản phẩm lúa chất lượng cao, sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Chúng tôi đã quy hoạch các cái tiểu vùng, trong đó đầu tư hạ tầng bao gồm điện nè, trạm bơm nè, các cái cống là để 100% là chủ động sản xuất hoàn toàn. Cái thứ hai là thông qua đó thì chúng tôi sẽ tập trung tập huấn kỹ thuật hướng dẫn cho người dân. Là về mặt kỹ thuật thì mình đã làm xong.
Và trong thời gian qua mình cũng đã tổ chức là củng cố, hình thành và thành lập mới các cái hợp tác xã kiểu mới để thông qua các cái tổ chức này đó, để mà cùng với các cái doanh nghiệp để tiến hành làm thông qua cái chương trình cánh đồng lớn. Thì qua thực hiện hơn 10 năm về cái mô hình cánh đồng lớn thì chúng tôi thấy cái được cũng rất là nhiều. Trong đó là được nhà nước quan tâm để hỗ trợ cái đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cái hệ thống trạm bơm điện, giúp cho tiết giảm chi phí 30-40% so với cái quy trình sản xuất bơm bằng diesel. Vậy thì hiện nay thì nó đã đi dần vào cái gọi là cái quy chuẩn là có người quản lý, có người vận hành, có người điều hành. Hiện nay thì đa phần là chính quyền địa phương cũng giao cái tài sản này cho hợp tác xã để quản lý, vận hành và khai thác. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang, đến năm 2021, với tổng diện tích gieo trồng lúa là hơn 715.000 hecta, đã xây dựng được 783 cánh đồng lớn với diện tích trên 74.000 hecta. Trong đó, số cánh đồng lớn gắn liên kết tiêu thụ là 651 cánh đồng với diện tích trên 53.000 hecta. Qua thực hiện cánh đồng lớn đã giúp nông dân nâng cao nhận thức trong liên kết làm ăn, thay đổi tập quán canh tác, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhất là nông dân đồng loạt xuống giống, sản xuất từ 1 đến 2 giống lúa chất lượng cao, tạo vùng nguyên liệu đủ lớn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Từ đó tạo thuận lợi cho ngành nông nghiệp, các địa phương kêu gọi các công ty, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông dân, đảm bảo lợi ích thiết thực giữa các bên tham gia liên kết. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tập trung và mở rộng vùng nguyên liệu và diện tích cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ để khơi thông dòng chảy hạt gạo và nâng cao chuỗi sản xuất lúa gạo tỉnh Kiên Giang. Dự kiến vụ đông xuân năm 2022-2023, Kiên Giang thực hiện ký kết tiêu thụ 123.000 hecta trong cánh đồng lớn. Chúng tôi sẽ phát huy các cái dự án cũng như các cái vùng nguyên liệu mà được Bộ Nông nghiệp đầu tư cũng như tỉnh đầu tư. Thì hiện nay chúng tôi đang xây dựng cái và phát triển cái dự án vùng nguyên liệu tứ giác Long Xuyên trên cái lĩnh vực lúa gạo. Và sắp tới thì chúng tôi tính toán cho cái vùng Tây Sông Hậu và vùng U Minh Thượng thì chúng ta có những cái dự án mà phát triển vùng nguyên liệu lúa gạo để bền vững cho bà con nông dân. Trong cái vùng nguyên liệu này thì tập trung là chúng ta chuyển dịch cơ cấu sản xuất, rồi chúng ta tổ chức các cái khoa học kỹ thuật trong đó để làm sao cái chi phí của người nông dân để sản xuất để nó giảm và tăng hiệu quả lợi nhuận trong này. Mặc dù có chững lại, thậm chí sụt giảm về diện tích, song trên thực tế mô hình cánh đồng lớn vẫn đang được duy trì ở hầu hết các địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Trong vụ đông xuân 2022, toàn vùng sản xuất trên 160.000 hecta, tập trung ở Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ, giảm 20.000 hecta so với cùng kỳ. Việc thực hiện cánh đồng lớn dù vẫn được duy trì, tuy nhiên cần thấy rằng nơi nào sản xuất có sự liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp thì khi thu mua mới đảm bảo hiệu quả gia tăng. Rõ ràng đã đến lúc chúng ta cần cách tiếp cận mới, hiện đại hơn để đẩy quy mô liên kết lên tầm cao mới. Đồng thời cần có những cách tiếp cận khác nhau, phù hợp với đặc điểm vùng miền đa dạng, nhất quán quan điểm, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Có như vậy, cánh đồng lớn sẽ không chỉ là mảnh ghép cơ học từ những thửa ruộng nhỏ và giới hạn của những bờ thửa nhỏ dần được mở rộng ra. Chúng tôi ra soát lại để làm sao có cái định hướng phát triển cái vùng lúa chất lượng cao trong cái quy hoạch của tỉnh giai đoạn 21-30 mà hiện nay chúng tôi đang triển khai thực hiện. Cái vấn đề thứ hai là sau khi xác định được cái vùng coi như là sản xuất lúa chất lượng cao thì chúng tôi sẽ tổ chức cho người dân sản xuất theo cái yêu cầu của các đối tác và đặt ra thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động để người dân coi như là tổ chức sản xuất. Tổ chức sản xuất ở đây là từ hộ nông dân đến tổ hợp tác và đến hợp tác xã. Chúng tôi sẽ tổ chức lại những các cái thành phần tham gia cái chuỗi sản xuất này. Thưa quý vị, vai trò của kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp, là một trong những mắt xích quan trọng để liên kết với doanh nghiệp. Hợp tác xã đủ mạnh sẽ tham gia tích cực vào chuỗi giá trị ngành hàng cùng với doanh nghiệp. Do vậy, cần gấp rút chuyển đổi mô hình sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang mô hình cánh đồng lớn, tăng cường liên kết các hộ dân, các địa phương và liên kết cả vùng, để từ đó xây dựng nên thương hiệu gạo Việt Nam bền vững. Chương trình Miền Tây hôm nay do chi nhánh truyền hình Nhân dân tại Cần Thơ thực hiện xin được tạm dừng. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website nhân dân tv.vn. Hẹn gặp lại quý khán giả vào khung giờ này.
tuần sau.